Mình rất là háo hức khi được vào sự kiện và mình mong là mình sẽ được đạt giải trong cái event này. Còn mình muốn đi đến đây để trải nghiệm một cái không gian nó tuyệt vời đối với một người yêu thích công nghệ như mình. Em chắc chắn là em phải lấy được cái món quà ngày hôm nay. Em phải lấy cái ổ SSD này. Thì tham gia sự kiện này thì em có cảm giác rất là vui. Đây chính là cơ hội để cho em và các bạn có thể trải nghiệm được những cái sản phẩm công nghệ mới nhất, tiên tiến nhất của nhãn hàng Aorus và Gigabyte. Thì hôm nay thì Uyên được trải nghiệm hai cái booth của sự kiện là game và xem phim. Thì cả hai booth này đều rất là đỉnh, thật sự rất là đỉnh luôn. Thì nếu mà mình có điều kiện thì mình sẽ tậu ngay cái dàn máy đó, nhưng mà hiện tại thì mình chưa có điều kiện. Nhưng mà thật sự là từ màn hình đến tai nghe và cái RAM, yeah, được mình thì mình được trải nghiệm nhiều và được cung cấp thông tin cũng nhiều nữa, nên là sau này mình sẽ nhớ tới nó khi mình có tiền.